tình hình sức khỏe của hai bé bây giờ là bé nó ổn rất là nhiều rồi, có thể là thở khí trời, ăn sữa đầy đủ, mình không cần phải nuôi ăn tĩnh mạch nữa, thì bé ăn sữa tiêu này tiêu hóa tốt. Bé nó đang được tập vật lý trị liệu để cho ngồi, rồi sau đó là khoảng 4 tuần, 4 đến 5 tuần sau thì mình sẽ đánh giá lại cái khung chậu hay là cái khớp mu của em. Rồi sau đó thì sẽ tiến tới là mình sẽ tập cho bé nó đứng và nó đi sau này sắp tới nữa. Cái khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất là cái khoảnh khắc mà bé nó bắt đầu nó tỉnh lại á, và bắt đầu mà tụi tôi chuẩn bị rút ống cho bé đó. Do đó khi mình rút cái máy thở ra mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi mà mình rút ra rồi mà bé nó thở tốt, mình rất là vui, rất là hạnh phúc.